Xin chào mọi người, tiếp tục clip số 2 trong ngày là những cái phôi hải châu lá nhỏ, hải châu núi lá nhỏ. Dòng lá rất là nhỏ, thân to. Đầu tiên là cây hải châu mã E1. Giá là 350 bao ship. Cây có hoành là 24, hoành tại vị trí là 24, chiều cao là 70. Giá 350 bao ship. Cây này chỉ có mặt đế phía trước, phần sau hơi bị khuyết. Giờ lưu giá mềm cho mọi người sưu tầm. Cây đế bảnh khế nhìn rất là hay. Giá 350 bao ship. Cây hải châu mã E1. Tiếp theo là cây hải châu mã E2. Cây này hoành thân là 32. Cây rất là to, chiều cao là 80, giá 450 bao ship. Cây hải châu mã E2. Tất cả các cây hải châu trong clip đều là hải châu lá nhỏ. Cây cốt rất là to. Tiếp theo là cây hải châu mã E3. Cây có hoành là 39, chiều cao là 1m1, giá 800 bao ship. Cây rất là to. Hải châu mã E3, giá 800 bao ship. Cây rễ đế rất là nhiều. Hoành thân 39, chiều cao 1m1, giá 800 bao ship. Cây hải châu mã E3. Tiếp theo là cây hải châu mã E4. Cây E4 hoành thân là 28, chiều cao là 96, giá 550 bao ship. Cây đế rất là đều. Hải châu E4, giá 550 bao ship. Cây hải châu đế đều, tỏ đều 24 giờ. Cây hoành thân là 28, chiều cao là 96, giá 550 bao ship. Tiếp theo là cây hải châu mã E5, giá 800 bao ship. Cây có đường thân rất là hay, thân bảnh đế đều. Cây có hoành là 28, chiều cao là 1m06, giá 800 bao ship. Cây này có thể là một cây bonsai lùng lực. Cây đế tỏ đều 24 giờ, thân lắc đẹp. Cây hải châu mã E5 hoành 28, chiều cao 1m06, giá 800 bao ship. Tiếp theo là cây hải châu mã E6. Cây này cũng tương đồng với cây hải châu E5. Thân bảnh sống. Thân bảnh sống rất là hay. Đế đều. Cây có hoành là 30, chiều cao là 1m, giá 800 bao ship. Cây hải châu mã E6. Cây E6 và E5 rất là giống nhau. Cây có thể là một cây bonsai lùng lực. Hải châu E6 hoành 30, chiều cao 1m, giá 800 bao ship. Tiếp theo là cây hải châu mã E7. Cây có hoành 30, chiều cao 90, giá 700 bao ship. Cây rễ đế nhiều, đế to. Hoành 30, chiều cao 90. Cây hải châu mã E7, giá 700 bao ship. Tiếp theo là cây hải châu mã E8, cây rất là đẹp. Cây E8 có hoành là 32, chiều cao 1m20, giá 1.200.000 bao ship. Cây rễ rất là nhiều. Tất cả chuẩn hải châu lá nhỏ. Cây có hoành là 32, hoành rất là to. Chiều cao 1m20, giá 1.200.000 bao ship. Cây này có thể làm cây giáng tùng, cây cành rơi. Rất là hay. Tiếp theo là cây hải châu mã E9. Giá là 850 bao ship. Cây có hoành là 29, chiều cao là 1m, giá 850 bao ship.
Cây cốt rất là to, hoành 29. Hạ châu mã E9, hoành 29, cao 1m, giá 850 bao ship. Tiếp theo là cây hạ châu mã E10, cây cao hoành là 24, cao là 82, giá 420 bao ship. Cây rễ rất là nhiều, tất cả các cây đều chuẩn lá nhỏ. Tiếp theo là cây hạ châu mã E11, cây cao hoành là 27, chiều cao là 92, giá 800 bao ship. Cây có bộ đế vặn rất là hay, cây đế đẹp, đế rất là đẹp. Cây E11 hoành tại vị trí là 27, chiều cao là 92. Có cây có chốt này thì mọi người có thể làm một cây lùng lực, một cây có thể tạo dáng bonsai. Giá 800 bao ship. Tiếp theo là lô hạ châu mã E12, bao gồm 2 cây, giá 450 bao ship. Cây này có hoành thân là 20, chiều cao 70, hoành 20 cao 70. Và một cây, cây này hoành tại vị trí là 16, cao 1m, giá cả hai là 450 bao ship. Khách chốt đơn thì chuyển khoản cọc mình một ít, mình sẽ chốt đơn và ship hàng, bởi vì ship hàng trong thời gian dịch sẽ rất là khó. Hầu như là ship hàng sẽ hạn chế về số lượng nên mọi người cọc thì mình mới chốt đơn. Lô Hà Châu mã E13, bao gồm 2 cây, giá 450 bao ship. Cây này có hoành thân là 18, chiều cao là 60. Rễ rất là nhiều. Cây này có hoành thân là 24, chiều cao là 76. Lô Hà Châu mã E13, bao gồm 2 cây, giá 450 bao ship. Và cây cuối cùng trong clip là cây Hà Châu mã E14, giá là 2 triệu bao ship. Cây rất là to. Dòng Hà Châu này lá rất là bé, lá rất là đẹp. Cây rễ đế đều, hoành tại vị trí là 50, cây rất là to. Cây có cốt hoành 50, chiều cao 1m30, giá 2 triệu bao ship. Cây Hà Châu mã E14, cây cốt to đế đẹp. Cây rất là to. Cây đế đều đẹp, hoành 50, chiều cao 1m30, giá 2 triệu bao ship. Cây Hà Châu mã E14. Cây E14 cũng là cây kết thúc clip số 2 tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ 0981950182. Đây cũng là số Zalo của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nó hết video.